Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện Motor Điện. Video hôm nay em giới thiệu đến các bạn là cái mẫu động cơ 48V 1800W chuyên phục vụ cho các bác đang sử dụng những cái cầu nhỏ mà muốn nâng cấp nó lên. Mẫu này thì vẫn sử dụng cái phần kết nối thì y xì như những loại kia thôi, 5 ốc 1, 2, 3, 4, 5. Tim ốc thì giống nhau và số răng cũng y như nhau. Nói chung các bạn thay vào những cái dòng cầu nhỏ thì sử dụng nó là rất hợp lý. Đấy. Động cơ này là 48V và 1800W. Đây, ví dụ như là hộp số của nó vẫn như thế này thôi. Thì nó có 5 con ốc kết nối này. Là giống y chang nhau thôi. Đấy, các bạn đang sử dụng những cái động cơ nhỏ hơn thì có thể thay thế bằng cái động cơ lớn hơn này. Để tăng kích thước. Đây là cái kích thước tổng của cái con động cơ này. Từ đầu trục đến đuôi của nó là 30cm. Và con điều khiển này là điều khiển 2000W này. Có kích thước là 28cm. Đấy. Và chiều rộng của nó là 14cm. Đấy. Chiều dày của nó là, đây con này là chiều dài tổng thể là 30 này. Các cái thông số chính của cái động cơ thì như trên này này. Đã ghi đây. Là 3000 vòng trên phút. Và vòng tua là và điện áp là 48V. Các bạn thích nhanh thì có thể chạy lên đến 60V cũng được. Không vấn đề gì cả. Và đây con điều khiển này cũng đa năng, 48 60 nó đều vào chịu. Đấy, điều khiển này rất là to. To càng đối với những dòng động cơ 3 pha thì động cơ công suất càng cao thì điều khiển nó càng to. Và đến một mức nào đó là nó to hơn hẳn con động cơ. Ví dụ như cỡ này là điều khiển to hơn động cơ rồi đấy. Thì dòng của nó mới đủ cung cấp. Rất là khỏe. Tốc độ của con này thì với tốc độ vòng tua 3000 thì nó cũng bình thường, nó không phải là nhanh lắm. Nhưng nó khỏe hơn những cái dòng kia. Chuyên phục vụ cho các bạn nào thích nhưng nó khỏe hơn thì dùng con này cũng được. Đấy. Đây, kích thước tim ốc của nó này, vẫn có 5 ốc này, 1, 2, 3, 4, này, 5 này. Đấy, đầy đủ. Đấy, thì mấy cái con ốc này thì nó tim ốc nó vẫn bình thường như những cái dòng kia thôi. Ví dụ như là tim ốc của con này là 20,4. Đấy, thì nó giống y như thế này thôi. Đấy, các bạn nhìn cầu thì cứ nhìn 5 ốc này. Thì đa số nó giống ốc nhau là nó giống nhau thôi, chứ nó khác thì nó khác hẳn, chứ nó không có gần gần giống. Này. Các bạn đừng quên đăng ký kênh, bật chuông thông báo và để nhận những cái video. Còn đây là em test thử cho các bạn luôn này. Đấy. Dây dọ thì nó cũng của cái bộ này khá là đơn giản thôi. Thì thường thường các bạn khách hàng mua thì bên em đều đấu sẵn, test thử. Và những cái dây thừa còn lại thì sẽ hướng dẫn sau. Để cho các bạn khách hàng có thể sử dụng hết chức năng của nó. Đấy. Thì ở trên cái bộ dây này thì các bạn cứ lưu ý cho em là nó có 5 sợi dây to. Thì bao giờ đỏ và đen thì cũng là vào quy đỏ và dương, đen và âm. Và 3 dây này và động cơ thì đấu cùng màu. Đấy, còn dây ga thì thường thường lúc nào nó cũng có 3 màu như thế này. Đen, xanh và đỏ. Còn là có một số cái màu khác nhau thì các bạn cũng không cần để ý. Vì thường thường mua đồ bên em đều hướng dẫn hết cho các bạn rồi. Đấy, thì tùy theo từng điều khiển thì nó sẽ có những cái màu dây khác nó quy định riêng. Đây, còn là hộp số của nó. Đây, hộp số thì nó có loại một số và hai số. Cái trục ở trong này thì nó có loại 16 răng và 18 răng. Thì các bạn khi mua thay thế hay là gì thì lưu ý cái hộp số này. Thì nó có hai loại, một số, hai số. Và cái lõi này là 16 hoặc 18 răng. Chứ còn trên này thì nó giống nhau hết. Đây là con điều khiển này. Đấy, con điều khiển này thì có các thông số này. 2000W này.
Đấy, điều khiển này. Điều khiển là dòng 100A, 36 sò, 48V, 60V đều hoạt động. Đấy các bạn nhìn nhé. 100A này. Con điều khiển nó khỏe hay không thì nó thể hiện là cái ampere này này. Ampere thấp thì điều khiển yếu, ampere cao thì điều khiển cao. Con này là con 2000W này. Và điện áp là 48 đến 60 này. Con này nó rất là khỏe cho nên khi các bạn ép tải nó nặng quá thì thường là động cơ nó sẽ rất là nóng. Và nếu như không chạy được thì lúc ấy nó sẽ bị hỏng con điều khiển này. Vì vậy các bạn là sử dụng bền hay không là do người sử dụng thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của em nhé. Đừng quên đăng ký kênh, ấn like và bật chuông thông báo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.